Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên sông Mã, mực nước đang về nhà máy thủy điện Cầm Thủy 1 với lưu lượng 750 m khối một giây đến 950 m khối một giây. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông xin thông báo xả lũ hồ chứa thủy điện Cầm Thủy Một như sau. Thời gian xả lũ từ 15 giờ 20 phút ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến 12 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 năm 2022. Lưu lượng qua cửa xả dự kiến từ 350 m khối trên dây đến 750 m khối trên dây tùy theo lưu lượng nước đến hồ và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5 m. Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả nước bằng hiệu lệnh ba hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông kính đề nghị ủy ban nhân dân các huyện cẩm thủy vĩnh lộc yên định thiệu hóa và ủy ban nhân dân các xã cẩm lương cẩm bình cẩm giang cẩm vân cẩm tú cẩm tân thị trấn phong sơn cẩm yên cẩm ngọc thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người tài sản cây cối hoa màu châu bò cá vật nuôi thủy hải sản nhà cửa vật kiến trúc tuyệt đối nhân dân không đi lại vớt củi đánh bắt cá tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao nước chảy xiết những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ để đảm bảo vận hành xả lũ an toàn tại công trình hồ chứa nước cửa Đạt, chi nhánh khai thác công trình thủy lợi cửa Đạt thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch đầu tư các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác điều tiết, vận hành hồ chứa và xả lũ. Sau đợt mưa lớn vừa qua, mực nước tại hồ cửa Đạt đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 khoảng 7,7 m, cao hơn so với quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 6,7 m. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi cửa Đạt đã tăng cường quân số trực liên tục theo dõi mực nước, cửa van tràn xả lũ và hệ thống thông tin liên lạc để vận hành điều tiết kịp thời hiệu quả. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm sung yếu như vai đập, thân tràn và bốn cửa xả lũ lớn của hồ. Hai cano xuống máy tốc độ cao luôn sẵn sàng hoạt động ứng cứu nếu có sự cố. Đơn vị cũng đã mua sắm thêm 3 máy phát điện di động công suất lớn, lắp đặt 9 camera và thiết bị theo dõi độ sụt lún mặt cắt đập. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư, vật liệu trang bị con người, nhân lực, máy móc, thiết bị và cũng đã lập phương án ứng phó tình huống thiên tai và trình ban nhân tỉnh phê duyệt thì hoàn toàn chủ động bởi vì chúng tôi sẽ sử dụng được quy trình thì có thể xả trước khi lũ đến để mà hồ có đủ cái dung tích để mà chữa cái việc cái dung tích phòng lũ. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, lưu lượng nước về từ hồ Huờn Na Nghệ An sẽ tăng. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi cửa đạt đã dự trữ hơn 3.000 mét vuông vải chống thấm, đất đá và bao tải, thường trực đầy đủ quân số để vận hành, điều tiết hồ chứa nước cửa đạt theo quy trình đã được phê duyệt, vừa hạn chế việc xả lũ gây ngập úng, vừa đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Đến thời điểm này, các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thi sẽ diễn ra tại hai điểm trường là trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có 29 phòng thi với gần 700 thí sinh dự thi vào các lớp chuyên khoa học tự nhiên. Nhà trường đã bố trí các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ. Toàn bộ cái phòng ở của ký túc xá học sinh bán chú đấy thì chúng tôi sẽ dùng cho các thí sinh và người nhà đưa con em lên dự thi chúng tôi đáp ứng được tối đa cho phụ huynh vào ở và miễn phí hoàn toàn. Đoàn thanh niên là chuẩn bị cho cái công tác tiếp đón phụ huynh hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa con vào tận nơi ở được thuận tiện an toàn để chuẩn bị tốt cho học sinh thoải mái tâm lý bước vào cái kỳ thi. Năm nay có hơn 1.400 hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh lớp trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tăng gần 350 thí sinh so với năm học trước. Trường sẽ tuyển 385 chỉ tiêu lớp 10 các môn chuyên toán, lý, hóa sinh, tiên học, văn sử, địa và tiếng Anh. Trong đó, chuyên toán và chuyên tiếng Anh, mỗi chuyên tuyển 2 lớp với 70 học sinh. Công an thành phố Thanh Hóa vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường, sinh năm 1982, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính, công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp NK do công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát sản xuất, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh sản xuất phân bón. Công an thành phố đã tiến hành mã hóa các mẫu sản phẩm để gửi trưng cầu giám định, phân tích các thành phần cấu thành sản phẩm. Qua đó phát hiện hơn 100 tấn phân bón trên không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Cường khai nhận đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu 40% hàm lượng kali trong thành phần của phân bón hỗn hợp NK so với tiêu chuẩn đã công bố để hạ giá thành sản phẩm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thực hiện kế hoạch cắt điện để thí nghiệm chuyên sâu máy biến áp T1E9.1 chạm 110 kV núi 1, Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo thời gian mất điện các khu vực như sau. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, mất điện lần 1 từ 4 giờ đến 4 giờ 30 và lần 2 từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 với các khu vực sau. Đường Nguyễn Trái từ phố Vinh đến cây xăng Đông Tân, Tân Thọ, Đông Tân, Đồng Trại. Phố Thứ, Phố Trung, Phố Thượng, Phố Vinh, khu trung cư CT1234, H1, H2, khu thu nhập thấp Phố Sơn, trường Bách Nghệ, trung tâm giới thiệu việc làm Phố Sơn, bệnh viện tỉnh, máy biến áp 1.000 kVA cộng 3.200 kVA. Trường Chính trị, Trường Cao Đẳng Y Thanh Hóa, Phạm Ngũ Lão, Phố Thành Mai, Ngọc Mai, Đại học Hồng Đức, Trường Newton 1, Công ty Duy Tiến. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, từ 4 giờ đến 16 giờ với các khu vực sau, các khách hàng mua điện lộ 371E9.1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, bao bì Phú Sơn, công trình giao thông 1, xe đá Thanh Nghệ, bao bì Hồng Vương, giấy Mục Sơn, khu chạy gà xóm Bắc đường Bà Triệu từ đầu khu công nghiệp đến nhà máy Z111, công ty Tuấn Hiền, công ty ABC, nhà máy nước Vồn, nhà máy nước Đông Cương, công ty Tuấn Minh, khu Tân Long 1, Đồng Trệt, bến xe Liên Tỉnh, bê tông cao áp, xăng dầu Hoàng Sơn, mặt bằng Eden, chợ Nam Ngạn, công ty Mai Linh, trung tâm y tế dự phòng thành phố, tập đoàn miền Trung, mặt bằng 6275-1905 Nam Ngạn, Bệnh viện Thanh Hà, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an phố Hùng, trường Newton 2, khu Bình Minh 34, Ủy ban dân phường Đông Hương, đường Nguyễn Tĩnh từ chùa Nghè Đông Hương đến Ba Tân, mặt bằng 1876 Đông Hương, Bình Minh, đường Hàm Nghi từ cầu vượt Canh Vinh đến Ba Tân. Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngõ 115 Hải Thượng Lãn Đông, đường Hải Thượng Lãn Đông, khu phố giữa. Vậy điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị quý khách hàng liên lạc qua số máy điện thoại 02372 838 999. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Từ ngày mai mùng 1 tháng 6, cao tốc Hà Nội Hải Phòng chính thức bỏ thu phí bằng tiền mặt và sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng ETC 100%. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ VETC lưu ý, các chủ phương tiện có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động cần mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe ô tô và giấy đăng ký, đăng kiểm xe. Để các chủ phương tiện nhận được sự hỗ trợ kịp thời, công ty trách nhiệm hạn thu phí tự động VTC cung cấp đường dây nóng 0913 291 910 phục vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đối với những sự cố không mong muốn như thẻ thu phí không nhận diện được, xe còn tiền nhưng barrier không mở. Nhân viên VTC sẽ hỗ trợ khách hàng ngay tại làn để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, tại khu vực bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu Lóng Sập và công an huyện Mộc Châu bắt quả tang đối tượng Vì Thị Tiên, sinh năm 1986 ở xã Lóng Sập, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin và một số vật chứng liên quan khác. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt giữ 4 nhóm đối tượng có hành vi khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn và một phần tiếp giáp với thị xã Thái Hòa. 4 nhóm đối tượng này tổ chức khai thác đá trái phép tại nhiều quả đồi nằm cách nhau từ 50m đến 150m. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 máy xúc 2 xe ô tô tải, bốn hệ thống máy khoan đá. Các đối tượng khai nhận hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày. Số đá sau khi khai thác sẽ được vận chuyển về các xưởng chế biến đá ở huyện Quỳ Hợp. Tổng số khối lượng đá khai thác trái phép bị thu giữ là hơn 508 mét khối, tương đương khoảng 1,3 nghìn tấn đá. Vụ việc đang được Công an Nghệ An tập trung đấu tranh mở rộng. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 23C06834 do mua mí xá sinh năm 1998 điều khiển qua địa bàn huyện Vị Xuyên có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa gần 1,4 tấn vải các loại đủ màu sắc cùng gần một tạ chỉ cuộn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Chủ phương tiện khai nhận chính là chủ sở hữu của toàn bộ số lô hàng nêu trên. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 ttva.gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!